Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi thay mặt Hội Thánh và Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả ông bà anh chị em đã đang và sẽ kết nối vào livestream bài học thứ tư hôm nay. Tôi biết rằng là anh chị em mình rất là háo hức chờ đợi những bài học này. Và tôi cũng rất vui khi gặp anh chị em ở trên Facebook của Hội Thánh. Xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em, những người đam mê lời của Chúa. Amen. Xin Chúa ban phước ngay khi anh chị em kết nối vào bằng bất cứ phương tiện gì. Tôi tin rằng anh chị em ở đó, tôi ở đây, nhưng tất cả chúng ta được kết nối với nhau trong cùng một đức tin bởi Thánh Linh của Chúa Giêsu. Tôi thấy anh chị em vào rất nhanh phải không ạ? Rất nhanh. Cảm ơn Ngài và những khuôn mặt quen thuộc, những khuôn mặt yêu mến lời của Ngài, rất trung tín trong chuyện học lời Ngài. Và tôi cầu Đức Chúa Trời ban phước cho anh chị em một cách dư dật, hầu cho lời được gieo trong lòng anh chị em sẽ có kết quả 30, 60 và 100 lần hơn. Amen anh chị em. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học cuối cùng của loạt bài Tà Linh Vô Tín. Bài học có mang tên là Chống Lại Tà Linh Vô Tín. Chúng ta đã biết nó và giờ chúng ta phải có cách để chống lại, có cách để đắc thắng. Amen. Có cách để chúng ta tiêu trừ nó và không cho phép nó có mặt trong đời sống của chúng ta. Đó là mục đích của bài học buổi tối hôm nay. Anh chị em hãy sẵn sàng cho điều này. Amen. Cảm ơn Ngài. Rồi tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện trước khi mình học lời Chúa. Amen. Tôi chào anh chị em hết thảy nha, thay mặt Hội Thánh và Muôn Dân. Chào hết thảy anh chị em. Chào đón tất cả anh chị em, những người nam, người nữ của Đức Chúa Trời, những người yêu mến lời Đức Chúa Trời. Amen. Chào một lần nữa, chào tất cả mọi người. Amen. Cảm ơn Ngài khắp mọi nơi trên thế giới, khắp mọi nơi từ Bắc chí Nam. Wow, cảm ơn Ngài vì những điều diệu kỳ này. Amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Nào, tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cùng với tôi. Amen anh chị em. Nhân danh Chúa Giêsu, con xin cha ban phước cho anh chị em con giờ này. Bất kể anh chị em con đang ở đâu, kết nối với Hội Thánh bằng bất kỳ phương tiện gì, thì ngay giờ này cha hãy đổ thần Ngài trên họ. Cha ơi, hãy đổ thần Ngài trên họ. Thần sự sống của Ngài tuôn chảy trên họ giờ này. Thần sự sống của Ngài tuôn chảy trên họ giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, nguyện thần sự sống của Ngài tuôn chảy trên họ giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này phải được đầy dậy Thánh Linh, phải được đầy dậy Thánh Linh. Những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, nguyện cánh tay quyền năng của Chúa ở trên họ giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, nguyện sự sáng của Chúa chiếu trên họ giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, con cầu nguyện giờ này tất cả những ai nghe và đang tiếp nhận lời cầu nguyện này, họ được phước từ nơi Cha thiên đàng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, cầu nguyện anh chị em. Tôi muốn anh chị em hãy mở môi miệng mình ra và nói rằng con tiếp nhận, con tiếp nhận, con tiếp nhận. Con tiếp nhận lời chúc phước của tôi tới Ngài. Con tiếp nhận sự thăm viếng một cách siêu nhiên của Thánh Linh Đức Chúa Trời buổi tối hôm nay. Con tiếp nhận sự chữa lành của Chúa dành cho con buổi tối hôm nay. Con tiếp nhận sự khai sáng và mặc khải của Chúa dành cho con buổi tối hôm nay. Con tiếp nhận sự giải cứu, sự tự do của Chúa dành cho con buổi tối hôm nay. Hãy cầu nguyện anh chị em, hãy nói trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy nói với đức tin. Hãy nói với đức tin trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy nói với đức tin trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay, đời đời không thay đổi. Tôi tin buổi tối hôm nay Ngài ban Thánh Linh cho anh chị em. Ngài ban sự chữa lành cho anh chị em. Ngài ban sự mặc khải cho anh chị em. Ngài ban sự khôn ngoan cho anh chị em. Ngài ban sự giải cứu cho anh chị em. Ngài ban sự ban phước và bứt phá trên đời sống cho anh chị em. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Tôi cầu nguyện để có sự kết nối ở nơi đây. Tôi công bố sự kết nối được thiết lập ở nơi đây.
Sự kết nối giữa tâm linh anh chị em với thánh linh của Đức Chúa Trời được thiết lập ở nơi đây, thiết lập ở nơi đây, thiết lập ở nơi đây, thiết lập ở nơi đây trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Bất cứ điều gì, bất cứ điều gì ngăn trở sự kết nối này bị phá hủy trong danh Chúa Giêsu quyền năng, bị phá hủy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất cứ thứ gì đang ngăn trở sự kết nối này bị phá hủy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi cầu nguyện giờ này, anh em hãy cầu nguyện anh chị em, hãy mở môi miệng mình ra, hãy nói anh chị em, con cảm ơn Ngài đã ban thánh linh cho con. Con tin rằng tâm linh con giờ này đang kết nối với thánh linh của Đức Chúa Trời, đang kết nối một cách mật thiết, một cách đời đời và không gì có thể chia cắt chúng con. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, cầu nguyện anh chị em. Anh em hãy nói với đức tin, hãy nói với đức tin rằng thánh linh ở trong anh em và anh em ở trong thánh linh. Sự kết nối này là đời đời, sự kết nối này là đời đời, sự kết nối này là đời đời và càng ngày càng mật thiết và gia tăng giữa anh chị em với Chúa. Tâm linh anh chị em nhận thức được sự hiện diện của thánh linh giờ này. Tôi cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng, 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 trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục anh chị em, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục lên anh chị em, tiếp tục lên anh chị em. Hãy tìm kiếm Chúa, tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tiếp tục anh chị em, cảm ơn Ngài, hallelujah, cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi anh chị em. Hãy nói với Chúa, con tin vào sự kết nối thiên thượng này, con tin rằng con với thánh linh của Chúa có sự kết nối đời đời, có sự kết nối đời đời. Anh em hãy nói lớn tiếng lên anh chị em, hãy nói với một đức tin xác quyết. Con ý thức được sự hiện diện của thánh linh Ngài mỗi ngày trong con, mỗi ngày trong con thánh linh Ngài hiện diện đầy dẫy trong trái tim con. Con ý thức được điều này, con tạ ơn Cha đã ban thánh linh Ngài cho con như một ấn chứng, ấn chứng, ấn chứng, ấn chứng cho tình yêu đời đời mà Ngài dành cho con, ấn chứng cho sự cứu chuộc mà Ngài dành cho con, ấn chứng cho quyền năng của Ngài ban trên con. Hãy cầu nguyện anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục nè, tôi muốn tất cả anh chị em hãy cầu nguyện điều đó, cầu nguyện điều đó, cầu nguyện điều đó. Bởi vì nhờ thánh linh anh chị em biết Chúa Giêsu, nhờ thánh linh anh chị em được sức giàu, nhờ thánh linh anh chị em được quyền năng và ân tứ, nhờ thánh linh anh chị em được ấn chứng cho Ngài cứu chuộc, nhờ thánh linh anh chị em được mạnh dạn và dạn dĩ đến trước ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời, nhờ thánh linh anh chị em được cầu nguyện theo ý muốn của Cha trên trời. Anh chị em hãy nói điều đó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi muốn tất cả những người nam người nữ hãy cầu nguyện điều đó giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi cầu nguyện cho tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy dẫy Đức Thánh Linh. Còn cảm ơn Ngài, lạy Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, hallelujah. Tiếp tục lên trên, tiếp tục nè, tiếp tục nè, tiếp tục nè, tiếp tục nè. Cảm ơn Ngài. Và bây giờ anh chị em hãy nhớ nha, lòng của mọi chúng ta là phòng cầu nguyện với Chúa. Đây là lẽ thật rất căn bản, phải không ạ? Lòng của mỗi một chúng ta là phòng cầu nguyện với Chúa. Đấy. Dĩ nhiên chúng ta phải đến nơi chỗ này, đến nơi kia để mình cầu nguyện, đúng không ạ? Phải có phòng riêng, phải lên núi, đến hội thánh. Tuy nhiên tấm lòng của mình mới chính là nơi Đức Chúa Trời ngự. Tấm lòng của mình chính là nơi mà thần của Ngài ngự. Cảm ơn Ngài. Cho nên cho em giờ này hãy dọn dẹp tấm lòng của mình. Amen. Dọn dẹp tấm lòng của mình. Anh em cầu nguyện đi ạ. Hallelujah. Tôi tiếp tục nha. Tôi nhắc lại anh chị em, tấm lòng của chúng ta chính là phòng cầu nguyện với Chúa. Và giờ này, để cho mỗi một lần chúng ta đến với Chúa được hiệu quả, mình cần dọn dẹp tấm lòng của mình, đúng không ạ?
kể cả trong lúc đời sống cầu nguyện riêng tư, trong lúc tĩnh nguyện, trong lúc học kinh thánh, trong lúc mình giảng luận, trong lúc mình trò chuyện, mình tư vấn, hay bất kể lúc nào mình muốn làm một công việc tâm linh, thì cái việc rất là quan trọng đó là dọn dẹp tâm lòng. Tôi nhân danh Chúa Giêsu nói với anh chị em rằng Chúa không bao giờ muốn thấy bất kỳ một chút sự vấp phạm nào còn có mặt trong tấm lòng anh chị em. Bất kể nó là chuyện gì, xung đột, cay đắng, giận hờn, lo lắng, sợ hãi, một điều gì đó không vui, một điều gì đó bất bình thường, một điều gì đó xích mích, một điều gì đó vô tính, một điều gì đó không tốt, anh chị em ơi, hãy tẩy sạch bởi huyết Chúa Giêsu giờ này. Được không anh chị em? Hãy tẩy sạch bởi huyết Chúa Giêsu giờ này. Hãy tẩy sạch bởi huyết Chúa Giêsu giờ này. Nào, mỗi một người hãy rà soát trái tim của mình. Nếu có một chút lo lắng nào đó, anh chị em hãy nói: hỡi lo lắng, ta không chấp nhận mày, ta đón nhận sự bình an của Chúa. Ai đó sợ hãi, hãy nói: hỡi sợ hãi, hãy rời khỏi tấm lòng ta. Ta đón nhận đức tin, sự can đảm, sự bình an từ nơi Chúa. Ai đó cay đắng không tha thứ, anh chị em quyết định nói: ta quyết định tha thứ cho người nọ người kia đang làm tổn thương. Anh em hãy nói đi, dọn sạch nè. Anh em hãy bắt đầu dọn sạch nè. Dọn sạch trái tim của mình, dọn sạch tấm lòng của mình, dọn sạch ở trước mặt Chúa trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi tấm lòng ở trước màn hình này được dọn sạch cho Chúa Giêsu giờ này, được dọn sạch cho Chúa Giêsu giờ này, được dọn sạch cho Chúa Giêsu giờ này. Mọi tấm lòng đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này được dọn sạch cho Thánh Linh của Chúa Giêsu giờ này, được dọn sạch cho Thánh Linh của Chúa Giêsu giờ này. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Tôi phủ huyết Chúa Giêsu lên anh chị em giờ này. Tôi phủ huyết Chúa Giêsu lên anh chị em giờ này. Tôi phủ huyết Chúa Giêsu lên anh chị em giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả những bức tường nào đang đứng giữa anh chị em với Đức Chúa Trời, toàn bộ những bức tường nào đang đứng giữa anh chị em với Đức Chúa Trời, toàn bộ những sự ngăn trở nào đang đứng giữa anh chị em với Đức Chúa Trời bị sụp đổ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy sụp đổ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể thứ gì Satan dùng để kết nối anh chị em với Chúa, tôi cắt đứt giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mặc dù có thể đó là lo lắng, tôi cắt đứt trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Sợ hãi, tôi cắt đứt trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cay đắng, tôi cắt đứt trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thiếu thốn nợ nần, tôi cắt đứt trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Kể cả bệnh tật, tôi cắt đứt trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa, tôi chia tách anh chị em ra với những quyền lực tối tăm. Tôi chia tách và cắt đứt anh chị em ra khỏi Satan bởi những quyền lực của nó. Tôi cắt đứt trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi cắt đứt trong danh Chúa Giêsu quyền năng và tôi công bố sự tự do trên linh hồn thân thể của anh chị em giờ này. Tôi công bố sự tự do trên linh hồn thân thể của anh chị em giờ này. Bất kể những ai đang nghe và chịu ảnh hưởng lời cầu nguyện này phải được tự do, phải được tự do, phải được tự do, phải được tự do, phải được tự do. In Jesus mighty name. Oh hallelujah. Anh chị em công bố nè. Công bố cùng tôi nha. Công bố cùng tôi. Hãy công bố cùng tôi: con đã được tự do, con tin tội con đã được tha, con tin linh hồn con được tự do, linh hồn và tấm lòng con là phòng cầu nguyện của Chúa, phòng cầu nguyện thánh sạch, phòng cầu nguyện công bình, phòng cầu nguyện đầy đức tin, phòng cầu nguyện được rửa bằng huyết Chúa Giêsu giờ này, rửa bằng huyết Chúa Giêsu giờ này, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy cầu nguyện lên trên, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện, thờ phượng Đức Chúa Trời, tiếp tục công bố sự tự do của mình. Tiếp tục công bố sự tự do của mình. Tiếp tục công bố sự tự do của mình trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục công bố anh chị. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Oh hallelujah. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục nào. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, con cảm ơn Ngài. 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 Trong danh Chúa Giêsu, tất cả những anh nghe và chịu ảnh hưởng lời cầu nguyện này được đầy dậy Đức Thánh Linh, được thần của Đức Chúa Trời thăm viếng giờ này. Tất cả những anh nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, họ được thanh tẩy và tha thứ bởi huyết Chúa Giêsu. Và tấm lòng của ông bà anh chị em con là phòng cầu nguyện. Tấm lòng của những ai đang nghe và chịu ảnh hưởng lời cầu nguyện này là phòng cầu nguyện nên thánh với Chúa Giêsu Christ giờ này.
Trong danh Chúa Giêsu, anh em hãy được phước. Anh em hãy được phước. Anh em hãy được chữa lành. Anh em hãy được tự do. Anh em hãy được đầy Thánh Linh. Anh em hãy được kết nối với Thánh Linh. Anh em hãy được bao phủ bằng huyết của Chúa Giêsu giờ này. In Jesus mighty name. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Amen anh chị em, amen. Cảm ơn Ngài. Đây là điều và rất diệu kỳ. Tôi tin rằng qua những cái giờ cầu nguyện chuẩn bị và tấm lòng anh chị em sẵn sàng trả lời của Đức Chúa Trời. Dạ. Và như thường lệ anh chị em ha, tôi xin anh chị em hãy cộng tác với tôi trong việc rao giảng lời của Ngài bằng cách chia sẻ livestream này trên tất cả mọi nền tảng nào mà anh chị em tham gia trên mạng xã hội. Cứ chia sẻ. Lời của Đức Chúa Trời phải được rao giảng ra và rao ra. Biết đâu được ai đã nghe, ai đã tình cờ, ai đã chú ý và họ được cứu, họ được chữa lành, họ được thay đổi thì sao? Cho nên chúng ta hãy cộng tác với nhau nha. Dành cho anh chị em một phút để làm điều này. Xin cha ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em buổi tối hôm nay. Những người yêu mến lời Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Amen. Bài học buổi tối hôm nay mang tên là chống lại tà linh vô tín. Bài cuối cùng trong loạt bài tà linh vô tín mà anh chị em đã nghe ba bài trước phải không ạ? Bây giờ chúng ta học bài thứ tư, bài cuối cùng. Vâng, chắc chắn rồi, khi chúng ta nói chống lại có nghĩa là chúng ta nói chống lại với một gì ạ? Một thực thể. Chúng ta không bao giờ chống lại cái thứ gì vô tri vô giác, đúng không anh chị em? Chúng ta không nói mình chống lại hòn đá, mình không chống lại cái cây, chống lại cái cành, mình chống lại một cái quyển sách, quyển vở, không. Khi chúng ta nói mình chống lại đó, mình đang nói chống lại một thực thể có tri thức, có hiểu biết, có mưu luận, có khôn ngoan. Và cụ thể ở đây chúng ta gọi nó là tà linh vô tín. Mà ba bài học trước chúng ta đã phân tích cùng nhau, học cùng nhau. Thực ra cái mà người ta thường hay gọi là sự vô tín đó, thực tế nó là một tà linh. Nó là một tà linh có chủ ý, một tà linh có hiểu biết, một tà linh có cái tính cách biết nghe biết hiểu. Nó là một thực thể linh, không ạ? Nó không có thân thể thôi, nhưng mà nó có cái tác dụng và ảnh hưởng cám dỗ cũng như trói buộc con người vào cái sự vô tín để khiến cho họ không hiểu được những gì Đức Chúa Trời dành cho họ. Và bằng cách đó nó lừa dối và hành hạ con người trong những cái sự mà nó đã chiếm hữu. Vì vậy buổi tối hôm nay đó, khi tôi vong bàn cho em nói về cái chuyện chống lại tà linh vô tín thì chúng ta đang chống lại một thực thể. Một thực thể, đó là một tà linh. Và lý do gì mà chúng ta lại nói về điều này? Bởi vì xuyên suốt Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền nha, Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến đức tin của con người. Không phải chỉ trong Tân Ước Chúa Giêsu nói nhiều về đức tin đâu anh chị em, mà cả trong Sáng Thế Ký là quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh, Đức Giê-hô-va vẫn đang tìm kiếm những người có đức tin. Cụ thể là khi Abraham tin Đức Chúa Trời thì Kinh Thánh chép rằng Ngài kể ông là công bình. Công bình có nghĩa là gì? Đúng đắn. Đúng đắn. Đang ở cái vị trí đúng, đang đi trên con đường đúng, suy nghĩ đúng và làm đúng. Khi con người có đức tin, có nghĩa là khi con người thoát khỏi cái tà linh mạnh sức gọi là vô tín, để xoay bỏ nó trở lại cùng Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời nhìn nhận con người đó đang đi đúng đường. Đang đi đúng đường. Vì vậy anh chị em, từ xưa đến nay Đức Chúa Trời luôn tìm kiếm những con người có đức tin. Và Kinh Thánh chép rất rõ ràng trong Hebrew chương 11 câu 6 rằng: vả không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy không? Cái câu này đó, mình phải hiểu rộng ra là nếu mình không có đức tin thì mình thật sự đang làm đẹp lòng một tà linh, gọi là tà linh vô tín. Mà nếu mà mình đã làm đẹp lòng tà linh vô tín thì làm sao mà mình làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được nữa? Vì hai cái thế lực chống chọi nhau, ánh sáng với bóng tối chống chọi nhau.
đức tin với sự vô tín chống chọi nhau, sự chết và sự sống chống chọi nhau. Chúng ta không thể chung đồng được, anh chị em hiểu ý phải không ạ? Vì vậy đó chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu biết cái cách để trong cuộc sống của mình chúng ta nhìn ra, phát hiện ra một cách tức thì chỗ nào trong đời sống mình có sự thâm nhập bất hợp pháp của linh vô tín, để mà mình trục xuất, để mà mình xua đuổi, để mà mình cột trói. Anh chị em biết không, tà linh vô tín đó, nó ẩn ở rất nhiều hình thức, cho nên đôi khi chúng ta rất khó phát hiện ra. Tôi lấy ví dụ, Chúa Giêsu nói rằng người chớ có lòng lo lắng, không ạ, đừng bao giờ lo về ăn gì, uống gì, mặc gì. Cái này có vẻ rất là bình thường trong cuộc sống mỗi người, phải không ạ? Và rất hiếm ai nghĩ rằng những cái chuyện này nó liên quan đến sự vô tín cả. Nhưng mà thật sự Chúa Giêsu lại nói tiếp một câu: hỡi kẻ ít đức tin kia, người hãy nhìn loài chim trên trời, nó không gieo không gặt, nhưng Cha trên trời chu cấp nuôi nấng nó. Hỡi kẻ ít đức tin kia, hãy nhìn loài hoa huệ ngoài đồng, nó không dệt vải xe chỉ, nhưng Đức Chúa Trời mặc cho nó chiếc áo đẹp mà đến nỗi vua Solomon cũng không thể có. Anh em thấy không ạ? Như vậy thì đôi khi cái sự lo lắng, cái sự mê đắm, cái sự nghĩ là chu toàn cho tương lai của mình lại dính đến cái sự vô tín ở đây. Khi mà mình quá chăm lo về những điều đó, bỏ qua những lời khuyên, những lời hứa của Đức Chúa Trời, thì chúng ta lại sa vào bẫy của một tà linh gọi là linh vô tín, mà Chúa Giêsu nói ngay: hỡi kẻ ít đức tin. Anh em thấy không ạ? Anh chị em thông cảm nha, hôm nay cổ họng nó có vấn đề, cho nên là tôi sẽ nói nhỏ, nói chậm, không thể nói nhanh, nói lớn được. Anh chị em chú ý lắng nghe nha. Đó anh chị em. Vì vậy tôi nhắc lại là gì? Cái thứ này nó ẩn dưới rất nhiều hình thức, dưới rất nhiều hình thức mà những bài trước chúng ta đã lướt qua. Ví dụ như cái sự thiếu hiểu biết khi đọc nghe lời của Chúa, thì Chúa Giêsu cũng nói: hỡi kẻ ít đức tin. Anh em thấy không ạ? Sự thiếu hiểu biết cũng là liên quan đến gì? Linh vô tín. Nó làm mù, làm điếc, làm đơ, làm cứng lòng con người. Đó cũng liên quan đến tà linh. Anh chị em thấy không? Cho nên rất khó để phát hiện ra cái loại này nó ẩn chứa trong đời sống của mình. Và đây là lý do của rất nhiều cuộc đời không thể bứt phá trong đời sống đức tin. Mặc dù mình vẫn trong thâm tâm mình vẫn nghĩ rằng tôi rất tin Chúa, tôi tin xác quyết, nhưng mà đâu đó ở những lĩnh vực này, lĩnh vực kia, mình lại mở cửa cho tà linh vô tín mà mình không biết, khiến cho cái đời sống đức tin của chúng ta nó không nên trọn vẹn được trước mặt Chúa. Nó giống như một cái nhà nó đẹp có một phía thôi, còn nhiều phía khác thì đang hư, đang lũng, đang thấm, đang dột mà chúng ta không biết. Đây là chỗ mà lý do tại sao tôi thiết kế ra bài học buổi tối hôm nay để nói với anh chị em về cái cách để chúng ta chống lại cái tà linh vô tín này, hầu cho đức tin của anh chị em trở nên trọn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Và đời sống của chúng ta sẽ trở nên có sự đột phá, có sự tăng trưởng, có sự lớn lên một cách lành mạnh ở khắp mọi phương diện trong đời sống của chúng ta. Amen anh chị em. Đó. Và bây giờ tôi sẽ nói nhanh thôi cách chúng ta chống lại nó và phát hiện nó như thế nào. Tôi mời anh chị em dở ra cùng tôi trong Văn thứ nhất chương 2. Tôi đọc cho anh chị em nghe từ câu 15 đến câu thứ 17. 15 và 17 đến 17. Đây là câu kinh thánh rất là quen thuộc, phải không anh chị em? Rất là quen thuộc. Tôi đọc cùng anh chị em nghe nha.
lời Chúa chép như thế này: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Ok anh chị em, ở đây sứ đồ Giăng nói về thế gian. Thế gian là bao gồm toàn bộ cõi vũ trụ mà Satan đang cầm quyền, đang điều hành, đang thống trị, phải không ạ? Kể từ khi Satan bước vào thì điều đầu tiên nó làm gì? Nó muốn con người không còn phụ thuộc vào Chúa nữa, không còn biết đến Chúa nữa, không còn kết nối với Chúa nữa, là nguồn sự sống và sự sáng. Để gì? Nó rộng đường cướp, giết, hủy diệt, và khiến cho con người là tạo vật cấp cao, là hình ảnh của Đức Chúa Trời, phải chết cùng nó nơi hỏa ngục đời đời. Và một trong những cái cách mà nó khiến cho cái điều nó muốn được thành sự thật là nó khiến cho con người ta gì anh chị em? Vô tín. Vô tín trước những gì Đức Chúa Trời tạo ra, vô tín trước những gì Đức Chúa Trời nói, vô tín trước những gì Đức Chúa Trời hiện hữu. Bây giờ câu hỏi tôi hỏi tất cả anh chị em, làm thế nào để nó đạt được điều đó? Làm thế nào để nó có thể tách con người ra khỏi Đức Chúa Trời một cách thuyết phục nhất? Làm sao nào? Chắc chắn nó phải chuẩn bị một thứ gì đó rất hấp dẫn, phải không ạ? Rất thú vị, trông có vẻ rất là đúng đắn, để nó cám dỗ con người, nó đề nghị con người hãy sử dụng những thứ của nó thay vì kết nối và sử dụng những điều từ Đức Chúa Trời. Và anh chị em ơi, thế gian chính là cái bánh của Satan, và tà linh vô tín đã thiết kế những điều này để cho con người khi đã ăn chiếc bánh này thì họ không còn thể nào tin Đức Chúa Trời được nữa. Họ bắt đầu sống một đời độc lập theo ý riêng của mình, và cuối cùng sẽ chết một cách cô độc nơi hỏa ngục đời đời mà không thể thấy mặt Chúa. Bây giờ tôi sẽ phân tích cho anh chị em ba cái thứ mà nó đem đến để cám dỗ con người. Đây là công việc của tà linh vô tín. Bởi vì cuối cùng của những người nào ăn ba cái thứ này, họ đều từ bỏ Đức Chúa Trời, họ không thể tin Đức Chúa Trời được nữa, và họ sống xa lìa Đức Chúa Trời, đi theo con đường mà mình đã chọn. Điều đầu tiên tôi muốn nói ở đây chính là gì? Sự mê tham của xác thịt. Sự mê tham của xác thịt là tổng hợp tất cả những gì mà Satan thiết kế ra, khiến cho tình cảm, lý trí, ý chí, thèm muốn thân xác của con người trú vào. Con người thích nghiện ngập, thích dâm dục, đúng không ạ? Thích ăn sung mặc sướng, thích tiện nghi. Con người thích những cái thứ gì đó thỏa mãn cái thân xác này, rất thích. Cho dù người đó có thể biết rằng những cái sự thỏa mãn đó có thể đem đến cho họ những rắc rối, cho dù họ biết rất rõ rằng uống rượu nhiều sẽ làm cho gan hư và chết sớm, cho dù họ biết rằng sử dụng ma túy sẽ không thể sống quá 50, cho dù họ biết rằng hút thuốc lào, thuốc lá là ung thư,
là hại đến cơ thể. Dù họ biết rằng tà dâm ngoại tình có thể phá hủy gia đình của họ, dù họ biết ăn trộm ăn cắp, tham lam quá mức có thể khiến cho tuổi thọ của họ bị rút ngắn, khiến cho họ bị tù tội, khiến cho họ bị điều này điều kia. Anh chị em thấy không ạ? Nhưng cái lòng mê tham đó nó đã lớn hơn tất cả những sự hiểu biết đúng đắn. Có nghĩa là cái lòng mê tham đó nó đã che mắt họ, và họ không còn biết đâu là lẽ phải nữa, đâu là Đức Chúa Trời nữa. Lòng mê tham đó đã không thể nào tức là lòng mê tham đó đã chiến thắng họ và khiến cho họ không thể nào từ chối được. Anh chị em thấy không ạ? Và gì? Tất cả những ai dính vào những điều mê tham xác thịt đó, họ đều không thể nào tin Đức Chúa Trời được. Họ nói tôi tin Đức Chúa Trời thì tôi bỏ những thứ này sao? Không được. Tôi tin Đức Chúa Trời, tôi bỏ thờ thần tượng sao? Không được. Tôi tin Đức Chúa Trời, tôi bỏ ngoại tình tà dâm mà? Không được. Tôi không thể sống thiếu cái này. Tôi tin Đức Chúa Trời thì tôi không đánh bài đánh bạc được à? Tôi không thể được. Cho nên chị em, lòng vào những cái sự gọi là mê đắm xác thịt này, thực chất ẩn đằng sau là tà linh vô tín. Nó khiến cho con người không thể tin Đức Chúa Trời được. Tôi đã từng cầu nguyện giải cứu cho một người đồng tính, đồng tính lương ái đó anh chị em. Sau khi tôi đặt tay lên, tà linh nó thở hổn hển và nó xuất ra. Anh ấy ngã vật xuống và anh ấy cảm thấy là anh được giải thoát. Anh ấy sung sướng, anh ấy cảm tạ Chúa. Nhưng hôm sau tôi liên hệ lại, tôi nói em ơi, Chúa đã giải cứu em, bây giờ mời em đến hội thánh để tiếp tục được chăm sóc, tiếp tục được cầu nguyện, tiếp tục được tăng trưởng để mình thoát hẳn và có thể chống lại sự cám dỗ. Anh chị em biết em ấy nói gì không? Em ấy nói không mục sư, em cảm ơn Chúa vì Ngài giải thoát em, nhưng khi về em suy nghĩ lại, em thấy em không thể sống được nếu thiếu cái cảm giác đồng tính này. Em rất là tiếc khi mà phải giải thoát khỏi nó. Em đã quen với nó rồi, cho nên thôi, em cảm ơn mục sư nhưng em không thể đến được nữa. Anh chị em thấy không? Mặc dù chúng ta đang bàn về những mê tham xác thịt, nhưng thật sự ẩn chứa đằng sau một tà linh gọi là linh vô tính. Nó dùng sự mê tham xác thịt để nó khiến cho người ta không thể tin Đức Chúa Trời. Nó khiến cho người ta đi con đường hủy diệt mà không chọn sự sáng của Chúa. Anh chị em thấy mưu mô của nó không? Cho nên câu hỏi là làm thế nào để tôi chống lại cái tà linh này? Làm thế nào để tôi chống lại cái tà linh khiến cho tôi mê tham xác thịt đây, mê ăn uống đây, mê thờ thần tượng đây, mê nghiện ngập đây, mê phim ảnh đây, mê game đây, mê gái đây, mê tình dục đây, mê đồng tính đây, mê nghiện hút đây, vân vân và vân vân. Làm sao đây? Chúa đã thiết kế một công cụ, và hôm nay tôi sẽ nói cho anh chị em, bất kể ai muốn thắng được loại tà linh ẩn đằng sau mê tham sát thịt này, thì công cụ đó là sự kiên ăn. Anh em ghi nhớ tôi nhắc lại nha. Có một tà linh mạnh sức gọi là linh vô tín ẩn đằng sau cái bức màn gọi là sự mê tham sát thịt, và khắc tinh của nó là sự kiên ăn. Khi anh em hạ mình kiên ăn trước Chúa, lập tức tà linh này bị cột trói, lập tức vây cánh của nó bị bẻ gãy, lập tức nanh vuốt của nó bị nhổ hết, lập tức tất cả quyền lực của nó rộng xuống hết, và anh chị em được thoát. Cho nên Chúa thiết kế ra sự kiên ăn là để thắng được tà linh mạnh sức gọi là sự mê tham xác thịt. Anh chị em không tin tôi, anh chị em thử đi sẽ biết. Anh chị em mê phim ảnh đúng không? Anh chị em mê game đúng không? Kiên ăn giùm tôi 3 đến 7 ngày chỉ uống nước không? Tôi đảm bảo anh chị em,
không có một thứ gì sau đó nó lởn vởn trong tâm trí anh chị em được nữa. Anh chị em mê dâm dục à, mê nghiện thuốc lá thuốc lào à, hay là nghiện ăn nghiện uống nghiện thờ thần tượng à, anh em cứ đóng cửa kia ngăn hạ mình cầu nguyện cho tôi 3 đến 7 ngày, tất cả những sự đó đi hết. Thậm chí có người đã làm chứng, anh chị em nghe trước nhà muôn dân đấy, thậm chí kiên ngăn đến ngày thứ 3 tất cả những nước đen thối nó ọc ra từ trong người. Những gì anh chị em ăn trên bàn kẻ thù ngày xưa nó ọc, tự nó ọc ra, tự nó đi ra, và anh em hoàn toàn được dứt khỏi, được chữa lành, được giải phóng. Và sau kỳ kiên ăn này, anh chị em tin Đức Chúa Trời xác quyết, anh chị em tin Đức Chúa Trời một cách thật lòng, anh chị em tin Chúa như chưa bao giờ được tin. Anh chị em không tin tôi hãy thử đi, sẽ biết. Vì sự mê tham sắc thì anh chị em rất khó tin Chúa, rất khó theo Chúa. Nếu anh chị em thật sự muốn, hãy kiêng ăn. Kiêng ăn là một công cụ để khiến cho những quyền lực này bị bẻ gãy, bẻ gãy hoàn toàn. Đây là điều rất tuyệt vời. Anh chị em nào muốn hãy thử. Đó là sự thật 100% anh chị em. Rồi, tôi nói tiếp nha. Cái công cụ thứ hai mà tà linh nó dùng đó là gì nè? Mê tham của mắt. Tại sao lại có cái sự mê tham của mắt? Anh chị em biết không? Kể từ ngày có người sa vào tội lỗi thì con người ta sống rất ích kỷ, rất ích kỷ, phải không ạ? Bất kể ai sống ở trên đời này mà không có Chúa đó, luôn luôn muốn cho mình cái gì cũng là mình, đúng không ạ? Ích kỷ. Khi Kinh Thánh nói về sự mê tham của mắt là đang nói về cái tính ích kỷ của con người. Anh chị em nhìn một cái gì đó và thèm muốn nó cho mình. Anh em nhìn một cái nhà muốn nó cho mình, nhìn một cái xe muốn nó cho mình, nhìn tiền, nhìn bạc. Và Kinh Thánh chép trong Châm Ngôn là gì ạ? Con mắt tham lam thì không hề thôi chán lắc. Tức là tiền bạc nó tích trữ để đó, có người không dám ăn dám uống, chỉ muốn nhìn. Cái sự ích kỷ này nó chính là một dạng của tà linh vô tính. Khi con người ích kỷ, con người không thể tin Đức Chúa Trời vốn là đấng rất rộng rãi. Anh chị em thấy không? Nó trái nghịch với cái tính chất của Chúa. Cái sự ích kỷ này nó trái với tính chất của Chúa. Cho nên cái người ích kỷ đó, cái người mà tham chán lắc đó, mê cho mình đó, nó không theo Chúa được. Anh em nhớ câu chuyện của cái người quan mà đến hỏi Chúa Giêsu rằng là: Thầy ơi, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Anh chị em nhớ câu chuyện đó không ạ? Thì Chúa nói sao? Người hãy giữ điều răn, đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng tham lam, đừng thờ thần tượng, vân vân. Thì cái anh chàng này đó, anh mới nói là: Thưa thầy, nhân lành, tôi giữ từ bé rồi. Và Chúa Giêsu nhìn anh ấy rất thương và nói là: Ngươi còn thiếu một điều nữa. Ngươi hãy đi bán hết gia tài ngươi đi cho người nghèo, rồi hãy đến và theo ta. Điều gì xảy ra đối với anh này? Anh này anh không thể làm được, và anh buồn rầu bỏ đi. Anh không thể tin Chúa Giêsu được, anh buồn rầu bỏ đi. Điều gì đã cầm buộc anh? Chính là sự tham lam, ích kỷ, giữ lấy cho mình. Tất cả là mình, của tôi. Đây là của tôi, đây là riêng tôi, đây là mọi thứ của tôi, không ai được động đến. Và bằng cách đó, anh không thể tin Chúa Giêsu được. Anh em thấy không? Mặc dù câu chuyện nó nói về sự mê tham của mắt, mê của cải, mê nhà, mê xe, mê đất, mê danh, mê lợi, mê quyền, đúng không? Mê đẹp, mê tất cả mọi thứ. Nhưng thật sự anh chị em, đây chỉ là vẻ bề ngoài của cái tà linh vô tín mà thôi. Đây là miếng mồi của nó. Ai cắn vào sẽ không bao giờ có thể tin Chúa Giêsu được.
Nhưng khi mỗi một con người đến với Chúa, tự nhiên lòng ích kỷ biến mất. Phải không ạ? Biến mất. Mình thấy mình tự nhiên có thể rộng rãi hơn, thấy mình có thể chia sẻ hơn cho nhiều người. Anh chị em có kinh nghiệm điều đó không? Tôi đã từng kinh nghiệm điều đó. Ngày khi mà tôi mới tin Chúa đó, lập tức trong tôi trỗi dậy một điều gì đó rất lạ mà trước đây mình không từng làm. Mình sẵn sàng chia sẻ miếng ăn cho những người đang không có thức ăn, mà trước đây mình hoàn toàn không nghĩ đến. Không nghĩ đến, phải không ạ? Đây là cái quyền năng của Chúa, đây là cái ánh sáng của Phúc Âm. Khi chiếu vào đời sống chúng ta và chúng ta tin và đi theo Chúa, thì ngay lập tức tính ích kỷ biến mất, hay còn gọi là tà linh ẩn đằng sau sự mê tham của mắt, tức là tính ích kỷ này bị trừ khử. Đó anh chị em. Nhưng nếu như hôm nay các ai đó trên live stream này vẫn đang phân vân và không biết làm cách nào để mình thắng hơn cái tà linh ích kỷ này, không ạ? Đôi khi nó cũng là một thứ hành hạ mình. Tôi muốn rộng rãi mà sao tôi không rộng rãi được? Tôi muốn đi theo Chúa nhưng mà có điều gì đó cứ cầm buộc tôi ở cái chỗ này, giống như anh nhà giàu kia vậy đó. Tôi muốn được chia sẻ với mọi người nhưng tôi không có tấm lòng đó. Cái gì tôi cũng tiếc hết á. Cái gì tôi cũng muốn giữ cho mình hết á. Cái gì tôi cũng muốn mình là nhất hết á. Mình là nhiều nhất, mình là được ưu ái nhất. Còn khi mà tôi chia sẻ cho người khác là tôi rất khó chịu về điều này. Đôi khi đó cũng là một cái sự trói buộc. Và làm cách nào để mình tẩy được anh chị em? Chúa ban cho chúng ta một công cụ. Anh chị em biết đó là gì không? Đó là sự dâng hiến. Đó là sự ban cho. Sự ban cho, sự dâng hiến, chia sẻ với mọi người xung quanh, chia sẻ với những nhu cầu mà mình nhìn thấy trong hội thánh, trong anh em mình, trong những người xung quanh. Hãy chia sẻ. Chia sẻ những gì mình có, chia sẻ những gì mình có thể chia sẻ. Thì bằng cách đó chúng ta đạp đổ quyền lực của sự ích kỷ. Mà ẩn đằng sau sự ích kỷ này chính là tà linh vô tính. Nó khiến cho chúng ta không thể nào theo Chúa một cách đích thực từ trong lương tâm và tấm lòng của mình. Có thể bề ngoài vậy thôi, nhưng mà nếu mình vẫn giữ tính ích kỷ á anh chị em, mình thật sự không có theo Chúa. Mình chỉ là cái áo thôi. Còn người theo Chúa thật á, là người rộng rãi. Người theo Chúa thật là người biết hy sinh. Người theo Chúa thật là người biết chia sẻ với người khác. Đó là sự thật 100% mà tôi nói với anh chị em. Cho nên để trừ khử được tà linh mê tham của mắt này, chúng ta hãy sống một đời gì? Biết chia sẻ và dâng hiến. Khi anh em dâng hiến á, tôi chú ý anh em hai điều rất là căn bản thôi. Khi anh em dâng hiến một điều gì đó cho ai mà anh em mong đợi sự trả ơn của người ta, anh em mong đợi người ta phải chú ý đến, mong đợi người ta phải ghi nhận, phải nhìn nhận, thì sự dâng hiến đó không đúng theo tấm lòng của Đức Chúa Trời. Sự dâng hiến đó không được Đức Chúa Trời nhìn nhận. Khi mình dâng hiến đó, mình hãy dâng với cả tấm lòng và chờ đợi phần thưởng từ Chúa, không phải từ con người. Tôi chia sẻ một ít tiền cho người này, tôi không mong đợi người đó sẽ trả ơn cho tôi, nhưng tôi mong đợi Chúa sẽ thưởng cho tôi. Tôi dâng hiến cho hội thánh vì cái nhu cầu của hội thánh này, tôi không mong đợi hội thánh sẽ nhìn nhận tôi, cất nhắc tôi, quan tâm đến tôi, nhưng tôi mong đợi rằng Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy và thưởng cho tôi. Đó là sự dâng hiến đích thực. Điều thứ hai đó anh chị em, chúng ta đừng bao giờ dâng cái sự, cái gì đó mà mình không cần. Anh hiểu ý không ạ? Ồ, cái này tôi không cần cho nên tôi đem tôi dâng. Ồ, có mấy đồng tiền lẻ này tôi có bao giờ xài đâu, tôi đem tôi dâng. Ồ, có cái này nè, tôi 10 năm qua tôi có đụng đến đâu, đồ bỏ đó mà, tôi đem tôi dâng. Anh chị em, nếu mình dâng cái sự gì đó mà mình không cần, không gắn sự sống mình vào, thì đó không thể gọi là dâng hiến được.
Dâng hiến đó, cái nghĩa của nó đó là sự hy sinh, đó là của lễ. Cho nên đã là sự hy sinh, là của lễ, thì nó phải xuất phát từ những cái gì đó mà nó khiến mình đau đớn, nó khiến mình phải đắn đo, nó khiến mình phải trăn trọc. Anh chị em hiểu ý không ạ? Ô lạy Chúa, cái áo này con rất cần, nhưng con thấy người anh em con cần hơn, con dâng cho người anh em con. Đó là dâng hiến. Lạy Chúa, con có 500 ngàn để sống tháng này, nhưng mà vì người anh em con cần hơn, gấp gáp hơn, con chia sẻ một nửa cho người anh em con. Đó là sự hy sinh. Cho nên khi mình dâng hiến những gì mà mình phải đắn đo, phải cắt da cắt thịt ra, phải cảm thấy là mình như bị thương vậy đó, thì đó là sự dâng hiến đẹp lòng Chúa. Vì đó là của lễ hy sinh. Của lễ hy sinh này Đức Chúa Trời sẽ nhìn nhận, nhìn thấy, và Ngài sẽ thưởng cho anh em. Anh chị em chú ý ha, khi chúng ta dâng hiến theo cách đó, chúng ta sẽ bẻ gãy được quyền lực của tà linh ích kỷ, mà gọi là cái tà linh vô tín ở đằng sau. Khi chúng ta sống ích kỷ, chúng ta không thể tin Chúa được, vì Chúa chúng ta là đấng rộng rãi, chúng ta không cùng một bản chất với Chúa để tin Ngài. Anh chị em ha, cho nên anh chị em hãy nhớ điều này. Muốn thắng được tà linh vô tín ẩn sâu, tính ích kỷ, mê tham của mắt này, chúng ta hãy cố gắng sống một đời sống biết dâng hiến. Dâng hiến một cách hy sinh, dâng hiến một cách thầm lặng, dâng hiến với một tấm lòng biết ơn và chờ đợi phần thưởng từ Chúa. Amen hon chị em. Đó là cái điều mà tôi chia sẻ với anh chị em. Hai cái sự này nó có thể đã tẩy sạch tà linh vô tín ra khỏi anh chị em rồi. Nhưng chưa hết đâu. Sứ đồ dân còn liệt kê một thứ nữa, một thứ nữa mà Satan có thể dùng để gieo sự vô tín trong lòng người, khiến người đó cũng không thể đi theo Chúa được. Anh em biết đó là gì không ạ? Sự kiêu ngạo của đời. Đây là tà linh mạnh sức ạ. Kiêu ngạo là bản chất của Satan. Và cũng chính vì sự kiêu ngạo này, Satan đã sa ngã. Satan đã sa ngã. Cho nên anh chị em ơi, một người kiêu ngạo thì chắc chắn rồi, người đó không thể tin Chúa được. Người đó sẽ nói rằng không, tôi không cần Chúa, tôi không cần Đức Chúa Trời nào hết, tôi đủ thông minh để thành công, tôi đủ khôn ngoan để không phải sa ngã, tôi đủ trí tuệ để giải quyết vấn đề của cuộc sống tôi, tôi đủ năng lực để có thể sống mà không phụ thuộc vào bất kỳ ai, bất kỳ thần nào, bất kỳ tổ chức nào. Tôi tự tin vào tôi. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên sự kiêu ngạo của đời nó xúi dục con người ta sống theo ý riêng của mình và gạt bỏ Đức Chúa Trời ra một bên. Đây là lý do lời của Chúa nói Đức Chúa Trời ban ơn cho người khiêm nhường nhưng chống cự kẻ kiêu ngạo. Thực tế mà nói, ẩn đằng sau sự kiêu ngạo của đời lại là linh vô tín. Anh chị em hiểu ý tôi nói, bởi vì người kiêu ngạo họ không thể tin Chúa, thì đó chính là linh vô tín chứ còn gì. Anh chị em có đồng ý với tôi không nào? Đó là linh vô tín chứ còn gì. Vì vậy thưa anh chị em, sự kiêu ngạo nó ẩn dưới rất nhiều hình thức. Kể cả nha anh chị em, những người khoác lên một chiếc áo tôn giáo, chiếc áo tôn giáo tin lành, vẫn có thể bị linh kiêu ngạo chiếm hữu. Phải không ạ? Kiêu ngạo chiếm hữu. Bởi vì kiêu ngạo là tà linh mạnh sức, nó khiến cho con người ta cảm thấy gì ạ? Mình được nâng lên, mình được tâng bốc lên, mình được khẳng định bản thân, mình được cảm thấy sống cuộc đời của chính mình. Và đôi khi điều này cũng dính vào rất nhiều con cái của Chúa.
có thể lúc chúng ta còn nhỏ trong mắt của mình thì mình không có dính vào những điều này. Nhưng mà giả dụ mình đi với Chúa một thời gian, mình có đám đông, mình có tiếng vỗ tay, mình có một chút ân tứ, mình có một chút danh vọng, mình có một chút nhìn nhận, thì anh em sao ạ? Rất dễ kéo chúng ta vào con đường gì ạ? Không phụ thuộc vào Chúa nữa, không tìm kiếm Chúa nữa. Và phần lớn người ta nói rằng những người ở trên danh vọng, địa vị và tiền bạc càng cao thì người ta còn rất ít thời gian để cầu nguyện với Chúa. Họ bận rộn với nhiều thứ cả ngày từ sáng đến chiều. Họ không còn dở kinh thánh, họ không còn cầu nguyện, họ không còn khóc lóc trước Chúa nữa. Lúc họ còn nhỏ, còn đơn sơ, lúc họ còn cái gì đó giản dị, cái gì đó khiêm tốn, thì họ rất là yêu mến Chúa. Họ tìm Chúa mỗi buổi sáng, thậm chí họ dành một vài tiếng đồng hồ với Chúa. Họ trình bày kế hoạch của mình cho Chúa, họ cầu hỏi và chờ đợi tiếng nói của Chúa. Nhưng mà khi đã trèo lên được cao rồi, Chúa nhấc lên cao rồi, thì họ bắt đầu giảm dần thời giờ với Chúa. Họ giảm dần thời giờ cầu nguyện, giảm dần thời giờ nghiên cứu kinh thánh, giảm dần thời giờ tĩnh nguyện và dầm thấm với Chúa. Họ bận rộn với những kế hoạch, họ bận rộn với những cuộc họp, họ bận rộn với những mối quan hệ nào đó mà họ cho rằng bây giờ vị trí xã hội của họ cần phải như vậy. Anh chị em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Đây thật sự là sự kiêu ngạo đã ngấm ngầm bước vào tấm lòng con người mà con người không nhận ra. Sự kiêu ngạo định nghĩa đơn giản là đó là lối sống không phụ thuộc Đức Chúa Trời. Sự kiêu ngạo đơn giản là vậy thôi. Ai đó sống không phụ thuộc Đức Chúa Trời thì đó là kiêu ngạo. Bất kể người đó có đạo hay không có đạo, bất kể người đó có Chúa hay không có Chúa, sự kiêu ngạo ẩn đằng sau cái điều đơn sơ đó thường bạn trẻ. Và nó khiến cho con người ta không thể tin Chúa, không tin, không đi theo được, không còn đánh giá cao những ý kiến của Đức Chúa Trời. Thậm chí họ không còn coi ra gì những lời hứa của Đức Chúa Trời. Vì vậy anh chị em, để trục xuất được tà linh vô tín này, có một điều rất là hay mà Đức Chúa Trời đã thiết kế ra. Anh chị em biết làm cách nào để thắng hơn cái tà linh kiêu ngạo của đời này không? Đấy là sự cầu nguyện. Chính sự cầu nguyện, hạ mình mỗi buổi sáng, trưa chiều, khóc lóc ở với Chúa, trình bày những vấn đề của mình trước Chúa như một đứa trẻ, đây là cách duy nhất để chúng ta thắng hơn tà linh kiêu ngạo của đời và khiến chúng ta cứ càng ngày càng tin Chúa luôn. Cho dù bất kể những thành tựu mình đã đạt được, bất kể địa vị nào mình đang ở, bất kể vị trí nào mình đang có, bất kể tài sản mình có, tất cả những điều đó không ảnh hưởng gì đến đời sống cầu nguyện của chúng ta với Chúa. Đây là người đắc thắng linh kiêu ngạo của đời. Đây là người tiếp tục sẽ tin Chúa. Anh chị em nhìn cuộc sống của David, anh em sẽ thấy rất rõ. David lúc hàng vi cũng như lúc đã lên ngôi vua, ông luôn cầu nguyện và tìm kiếm Chúa. Từ những tuổi niên thiếu, những tuổi thơ, cho đến lúc đầu bạc, đến lúc gần lìa khỏi thế giới trở về với Chúa, ông luôn cầu nguyện, ông luôn tìm kiếm, ông luôn khát khao, ông luôn hạ mình, ông luôn nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài là sự sống, Ngài là vầng đá, Ngài là ánh sáng, Ngài là chỗ mà con nương náu, Ngài là đấng chăn giữ con, Ngài là đấng có thể cho con sống những ngày tuyệt vời. Anh em thấy không? David khác, rất khác với vua Saul trước đó.
khác hoàn toàn. Sau lơ khi còn hàng ví, ông tìm Chúa. Nhưng khi ông được dân chúng vỗ tay, ông không còn tìm Chúa nữa. Ông đã sa ngã, ông đã lìa bỏ. Đó là linh kiêu ngạo của đời, mà mình gọi là linh vô tín ẩn đằng sau. Bài học là gì thưa anh chị em? Để chúng ta thắng được linh kiêu ngạo của đời, mà nói một cách khác đi, đó là linh vô tín, chúng ta phải duy trì một đời sống cầu nguyện mật thiết với Chúa luôn luôn. Bất kể thành tựu, bất kể tài sản, bất kể danh vọng địa vị nào ở trong đời, đừng bao giờ thôi cầu nguyện với Chúa. Amen không anh chị em? Đây là chỗ rất là dễ bị sa ngã đó anh chị em ạ. Tôi nói điều này để chia sẻ thật cho anh chị em. Con người ta rất dễ sa vào điều này. Linh vô tín nó có thể vào chỗ này chỗ kia, đúng không ạ? Và nó thiết kế ra ba công cụ này. Mức độ tàn khốc của nó tăng lên. Mức độ tàn khốc của nó, mức độ nguy hiểm của nó tăng lên. Cho nên nếu anh thoát được cái mê tham sát thì anh chết vì cái ích kỷ. Mà anh thoát khỏi cái ích kỷ thì đôi khi anh chết vì cái sự kiêu ngạo này. Giống như một ai đó thường hay nói đó, càng lên cao đó thì gió càng mạnh và té thì càng đau. Phải không anh chị em? Cho nên nó thiết kế ra ba điều này để khiến cho tất cả mọi người, trong đó có cả con cái của Chúa, cũng có thể sao ạ? Sa ngã trong sự vô tín của mình. Đức Chúa Giêsu đã cảnh báo: ta trở lại thế gian, há có thể tìm thấy đức tin trên đất chăng? Đó là ngày cuối cùng đó anh chị em. Tất cả mọi người đều sa ngã hết, không ai còn ở trong đức tin, bởi vì một trong ba thứ này. Và ngày hôm nay tôi chia sẻ với anh chị em ba công cụ đặc sắc trong cuộc đời của mình mà Chúa đã thiết kế ra, để cho tôi và bạn trên tỉnh thức sử dụng ba công cụ này để thắng được tà linh mạnh sức này của Satan. Anh em ghi nhớ nha. Công cụ thứ nhất là gì? Kiêng ăn. Công cụ thứ hai là gì? Dâng hiến. Công cụ thứ ba là gì? Cầu nguyện tìm kiếm Chúa không thôi. Nếu anh em sống trong ba công cụ này mỗi ngày, tôi đảm bảo với anh chị em rằng anh chị em càng ngày càng tin Chúa và càng ngày càng được phước. Cuộc đời của anh chị em tràn đầy ánh sáng và an ninh. Tà linh vô tín không có chỗ trong tấm lòng của anh em. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Anh em hãy ghi nhớ. Phải không ạ? Cầu nguyện, kiêng ăn, dâng hiến. Sống một đời ban ra. Sống một đời kiêng ăn cầu nguyện, sống một đời dầm thấm với Chúa. Anh em sẽ chống lại nó và anh em đắc thắng nó. Tà linh đó gọi là linh mạnh sức của Satan, vô tín. Tôi xin Chúa ban phước cho anh chị em, ban phước cho anh chị em bài học buổi tối hôm nay, ban phước cho tất cả những lời anh chị em nghe buổi tối hôm nay. Mục đích tôi chia sẻ những điều này là để dẫn anh chị em đến gần Đức Chúa Trời và không bao giờ bị cám dỗ, bị sa ngã. Xin Chúa ban phước. Amen. Cảm ơn Ngài. Nào, chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa ban phước cho anh em con luôn tỉnh thức cho linh hồn của mình trong thời kỳ cuối cùng này. Lạy Chúa, con cầu nguyện, xin Chúa ban phước cho lời của Ngài, để những lời này dầm thấm trong tâm linh anh chị em con. Và anh chị em con, bất kể ai đang nghe và chịu ảnh hưởng dưới những lời này, họ có một đời sống ngày càng gia tăng đức tin nơi Ngài, bước đi với Ngài. Không có một thứ gì, không có một thứ gì từ Satan thiết kế ra có thể kéo họ ra xa khỏi Chúa. Con cầu nguyện xin cho giữ gìn anh em con, giữ gìn tất cả anh em con, những ai nghe và chịu ảnh hưởng dưới lời này, họ được mạnh mẽ trong Chúa luôn. Họ sẽ cầu nguyện tìm kiếm Chúa luôn. Họ sẽ kiêng ăn để thờ phượng Chúa. Họ sẽ dâng hiến, tận hiến những gì mình có
để sống một đời luôn phụ thuộc vào Ngài. Con cảm ơn Ngài thật nhiều. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và tất cả những anh chị em nào trên mạng này lần đầu tiên nghe về Chúa Giêsu, anh chị em muốn tiếp nhận Chúa, rất đơn giản. Chúa sẽ cho anh chị em sự sống khi anh chị em mở môi miệng mình ra và thưa với Chúa và tiếp nhận Ngài như một đấng cứu chuộc. Nếu anh chị em đồng ý, hãy cầu nguyện theo tôi. Chúa ban cho anh em sự sống, sự tự do, sự chữa lành khi anh chị em bằng lòng tiếp nhận món quà mà Đức Chúa Trời ban cho, đó chính là cứu Chúa Giêsu. Nếu anh chị em bằng lòng, hãy mở lớn miệng của mình nói thành tiếng theo tôi. Vì nếu anh chị em không nói ra, anh chị em không được cứu. Tin trong lòng được sự công bình, nhưng miệng xưng ra sẽ được sự cứu rỗi. Anh chị em nói nha, kính lạy Đức Chúa Trời, ngày hôm nay con bằng lòng tin rằng Giêsu Christ là cứu Chúa của con. Con tin Ngài đã đổ huyết vì con để tội con được tha thứ. Và con cũng tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại sau 3 ngày. Con tin Ngài có thể ban cho con sự sống mới, sự sống đời đời. Con tạ ơn Chúa. Ngày hôm nay con quyết định mời Chúa Giêsu bước vào lòng con, làm Chúa, làm chủ cuộc đời con. Cha ơi, hãy ban Thánh Linh cho con và giữ gìn con từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em. Bây giờ này, tất cả những ai bệnh tật, đau yếu, hãy đặt tay vào chỗ đầu của mình. Anh chị em hãy tin đi. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và đời đời không hề thay đổi. Ngài nói rằng ai tin Ngài, đặt tay lên người bệnh thì người bệnh được lành. Không có bệnh nào mà Chúa Giêsu không chữa được. Không có con quỷ nào mà Chúa Giêsu không đuổi được. Không có nan đề nào lớn hơn cứu Chúa Giêsu của chúng ta. Anh chị em tin thì hãy cộng tác trong lời cầu nguyện với tôi buổi tối hôm nay. Amen anh chị em. Bất kể năng đề là gì, tôi tin Chúa Giêsu sẽ đến giải quyết cho anh chị em khi anh chị em đeo bám vào Ngài. Anh chị em loại bỏ tà linh vô tín ra khỏi đời sống mình và đi theo Chúa Giêsu, thì Ngài chắc chắn sẽ đón nhận anh chị em. Ngài chữa lành, Ngài giải cứu anh chị em. Ngài ban cho anh chị em sự tự do thật, sự tự do đến từ Chúa, sự tự do đến từ Thánh Linh. Sự chữa lành đến từ Chúa, sự chữa lành đến từ Thánh Linh là sự tự do và sự chữa lành chân thật. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Anh chị em ha. Nào, trong danh Chúa Giêsu, tôi di dời toàn bộ những con quỷ nào đang hành hại anh chị em giờ này. Tất cả những con quỷ đến từ tà thuật, bùa chú, tất cả những con quỷ đến từ sự chết, mồ mả, tất cả những con quỷ đến từ những thói hư tật xấu, những con quỷ đến từ đồng tính dâm dục, những con quỷ đến từ tham lam ích kỷ, những con quỷ đến từ cay đắng lo lắng, trong danh Giêsu ta bẻ gãy mày. Ta ra lệnh cho mày rời khỏi anh chị em ta giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rời đi. Hỡi Satan, người bắt buộc phải nghe và vâng phục những lời này. Ta biết ta là ai và ta cũng biết tụi bay là ai. Trong danh Chúa Giêsu, ta truyền lệnh tất cả những con quỷ có tên gọi đó hãy rời đi. Tất cả những con quỷ liên quan đến trầm cảm hãy đi. Đau nhức xương khớp cũng hãy đi. Những con quỷ liên quan đến bệnh ung thư hãy đi. Những con quỷ liên quan đến đổ vỡ hôn nhân, dâm dục, ngoại tình, tà dâm hãy ra. Những con quỷ liên quan đến bùa chú, tà thuật hãy đi. Những con quỷ liên quan đến tâm thần, trầm cảm, tự kỷ hãy rời đi. Trong danh Chúa Giêsu, hãy ra khỏi họ giờ này. Hỡi Satan, hãy đi ra. Hỡi Satan, ta ra lệnh mày đi ra. Hỡi Satan, tất cả những con quỷ đang có mặt, đang hành hại, đang làm hại những người ở trước màn hình này, ta ra lệnh mày đi ra.
toàn bộ những con quỷ bước vào đời sống anh chị em ta trong quá khứ và hiện nay đang cướp giết hủy diệt trong hiện tại và tương lai của họ, ta ra lệnh mày đi ra, bất kể tên gọi mày là gì, đi ra. Những con quỷ gây lên những bệnh mãn tính, những bệnh dị ứng, hãy đi ra. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng ta truyền lệnh. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng ta truyền lệnh. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng ta truyền lệnh. Hỡi Satan, hãy rời đi, hãy rời đi. Uế linh, ta ra lệnh mày đi ra. Uế linh, ta ra lệnh mày rời đi. Uế linh, ta ra lệnh mày đi ra khỏi con cái của Đức Chúa Trời. Ta công bố rằng mày không có quyền trên đền thờ của Đức Thánh Linh. Mày không có quyền. Hãy rời, hãy rời, hãy rời, hãy rời, hãy rời. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền. Anh chị em tiếp nhận những lời cầu nguyện này. Nếu thấy có những điều bất thường trên cơ thể của mình, hãy cầm tác trục xuất nó ra anh chị em. Hãy cầm tác và trục xuất. Đừng làm thinh, đừng làm thinh. Tôi đang nhìn thấy sự sức dầu ở đây. Sự sức dầu đó chắc chắn cũng ở tại nhà của anh chị em, tại chỗ anh chị em đang ngồi. Tôi công bố sự sức dầu của Đức Chúa Trời đổ xuống trên phòng anh chị em. Tôi công bố ánh sáng của Chúa Giêsu tại căn phòng anh chị em. Tôi công bố cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời ở trên anh chị em giờ này. Cánh tay giải cứu của Ngài trên anh chị em giờ này. Cánh tay giải cứu của Ngài trên anh chị em giờ này. Tôi công bố sự sức dầu đang đổ xuống tại căn phòng của anh chị em giờ này. Và khi anh chị em truyền lệnh cho quỷ Satan nó phải rời đi. Anh chị em truyền lệnh cho mọi uế linh nó phải rời đi. Anh chị em truyền lệnh cho tất cả những linh nào đang hành hại anh chị em nó phải rời đi. Bất kể nó đến anh chị em trong quá khứ như thế nào không quan trọng. Ngay bây giờ buộc nó phải rời đi. Anh chị em hãy ra lệnh cho tôi. Ra lệnh nè, ra lệnh nè, ra lệnh. Anh chị em hãy nói Satan rời khỏi đời sống ta. Hỡi linh tà thuật hãy rời ta. Linh lo lắng sợ hãi rời khỏi ta. Linh bệnh tật ung thư rời khỏi ta. Tất cả những con quỷ này hãy đi ra. Đi ra. Đi ra. Đi ra, anh chị em tiếp tục chiến đấu nào. Tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Đừng ngưng lại. Tiếp tục nào. Tiếp tục đi anh chị em. Tôi cảm thấy sự sức dầu đang được khai phóng ở đây. Tôi kêu danh của Chúa trên anh chị em. Tôi thấy sự sức dầu đang được khai phóng ở đây. Tôi kêu danh Chúa Giêsu trên anh chị em. Danh Chúa Giêsu trên anh chị em. Danh Giêsu người Nazareth trên anh chị em. Danh đó đang hành động trên anh chị em. Danh đó đang hành động trên thân thể và hồn của anh chị em. Danh đó đang hành động trên cảm xúc của anh chị em. Danh đó đang đến để giải cứu anh chị em. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận, hãy đón nhận, hãy đón nhận, hãy đón nhận. Tôi đang nhìn thấy hình ảnh một người được giải cứu. Một người đang ôm cái bụng của mình và đang được giải cứu. Tôi đang thấy hình ảnh người đó ôm cái bụng của mình cúi xuống và đang được thần của Chúa thăm viếng rất đặc biệt và được giải cứu. Tôi muốn khích lệ người đó hãy tiếp tục, hãy tiếp tục, hãy tiếp tục, hãy tiếp tục, đừng ngưng lại. Thánh Linh đang giải cứu bạn. Thánh Linh đang muốn kết thúc ca giải cứu này để bạn được tự do hoàn toàn. Được bạn được tự do hoàn toàn. Tiếp tục đi, đừng ngưng lại. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi kêu lửa Thánh Linh trên người đó giờ này. Lửa, lửa, lửa từ đỉnh đầu đến gốc chân, lửa trên lưng, lửa trên phổi, lửa trong bụng, lửa trong ruột non, ruột già, lửa Thánh Linh thiêu đốt Satan. Uế linh đi ra, uế linh đi ra, uế linh đi ra, uế linh đi ra. Uế linh đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên trên. Tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục trong danh Chúa. Tiếp tục trong danh Chúa. Tiếp tục trong danh Chúa. Tiếp tục lên trên. Tiếp tục nào. Tôi nói sự sức dầu đang gia tăng. Gia tăng, gia tăng, gia tăng. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Và những ai đang đau yếu chỗ nào hãy đặt tay vào chỗ đó. Những em đang đau đầu đặt tay vào đầu. Tai mũi họng đặt tay vào tai mũi họng. Đau dạ dày, đau gan, đau thận, đau khớp đặt tay vào. Bắt đầu tôi cầu nguyện anh chị em nha. Anh chị em nào có khối u hãy đặt tay vào khối u của mình. Và nhất định anh chị em phải tin. Anh chị em phải tin rằng thần của Chúa chạm trên anh chị em giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cha ơi, con xin Ngài gửi Thánh Linh Ngài đến chạm vào chỗ đầu của anh chị em con giờ này. Chạm vào phần thân thể đang đau đớn của anh chị em con giờ này. Chạm vào đầu, vào gan, vào thận, vào tim, vào xương khớp, vào mạch máu, vào tĩnh mạch, động mạch. Chạm vào tai, mũi, họng của anh chị em con giờ này, vào mắt,
vào lục phủ ngũ tạng của anh chị em con giờ này. Thánh Linh ơi, hãy sức dầu mới đầy dẫy cho họ giờ này. Anh chị em hãy để ý đến cơ thể của mình. Khi tôi nói điều đó trong danh Chúa Giêsu, có thể ai đó đang cảm nhận có một luồng điện đến, có những sự mát lạnh đến, có những sự nóng đến, có những sự lạ lùng đến, co giật, co thắt đến. Nếu có những hiện tượng này, hãy vui mừng tạ ơn Chúa. Tôi công bố quyền năng của Thánh Linh giáng xuống vào thân thể của anh chị em giờ này, giáng đến thân thể của anh chị em giờ này, giáng đến thân thể của anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Giáng lên thân thể của anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Và tôi tuyên bố mọi bệnh tật trên thân thể anh em phải được lành. Lành giờ này, lành lập tức giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lành lập tức giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận, đón nhận sự chữa lành. Đón nhận sự chữa lành. Đón nhận sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Khuỷu tay lành, các đầu ngón tay lành trong danh Chúa Giêsu. Khớp gối của ai đó được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Thần kinh tọa được chữa lành, bệnh thần kinh tọa được chữa lành. Ô giãn tĩnh mạch được chữa lành. Còn cảm ơn Ngài, đau hai vai được chữa lành. Ai đó đang đau ở hai vai này rất là đau, được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, đau bao tử được chữa lành. Tôi cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đau tai, đau tai, đau tai, tai phải được chữa lành. Đau lỗ tai phải được chữa lành. Đau lỗ tai phải được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Tôi nghe hai từ khó thở. Ai đó đang khó thở được chữa lành tức thời giờ này. Tức thời giờ này, bệnh khó thở tự dưng biến mất và anh em thở lại bình thường. Trong danh Chúa Giêsu, cơn mệt nó rời đi và anh em thở bình thường. Tôi vừa nghe hai từ đó anh chị em, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi sự khó thở biến mất, anh em được lành. Cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Tôi vừa nghe tiếp hai từ tai nạn. Ai đó trong gần 500 anh em ở đây vừa bị tai nạn. Hãy biết rằng Chúa đến để chữa lành. Tất cả những thương tích anh chị em hãy lành bình an đi. Chúa là đấng chữa lành. Chúa là đấng chữa lành anh em khỏi mọi tai nạn mà vừa gặp phải. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy tin, hãy tin, hãy tin. Còn cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Ô tôi công bố sự sức dầu ở đây. Mọi bệnh được lành. Mọi bệnh được lành. Mọi khối u tan đi. Mọi khối u hãy tan đi. Mọi khối u hãy tan đi. Tôi nhận danh Chúa Giêsu. Tôi quở trách bệnh huyết áp. Tôi quở trách bệnh tiểu đường. Tôi vỡ trách bệnh mất ngủ. Tôi vỡ trách bệnh sơ vữa động mạch trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu, tôi vỡ trách mọi khối u hãy tan đi, biến đi và lặn đi ra khỏi cơ thể người ta. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi bứt đứt toàn bộ dây trói bệnh tật trên những thân thể đang ở trước màn hình này. Tôi bứt đứt toàn bộ dây trói của Satan, dây trói bệnh tật mà Satan dùng để cột người ta. Tôi bứt đứt ra, mọi xiềng rớt xuống, mọi móc xích rớt xuống, mọi cửa ngục tù bệnh tật mở ra, mở ra, ung thư mở ra, tiểu đường mở ra, viêm khớp mở ra, viêm thấp khớp mở ra, bệnh gút mở ra, bệnh tim mạch sơ vữa động mạch mở ra. Tao mở ra và hủy bỏ toàn bộ những bệnh tật này, những linh bệnh tật này tao hủy bỏ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tao hủy bỏ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tao hủy bỏ bệnh tiền đình mất ngủ, tao hủy bỏ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tao hủy bỏ toàn bộ những bệnh hen suyễn khó thở, những bệnh thời tiết, tao hủy bỏ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tao hủy bỏ bệnh tai mũi họng, bệnh viêm họng mãn tính, viêm phế quản mãn tính, tao hủy bỏ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bệnh ho, bệnh về Covid, tao hủy bỏ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mờ mắt, điếc tai, tao hủy bỏ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bệnh đột quỵ, bại liệt, ngồi xe lăn, ta công bố hãy đứng dậy và bước đi. Đứng dậy và bước đi. Ta công bố những bệnh tê cứng, tê tay, tê chân, hãy lành đi. Hãy lành đi và phục hồi. Mọi gân, mọi cơ, mọi mạch máu tắc nghẽn hãy mở ra. Ta công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những bệnh về voi hóa cột sống,
vôi hóa cuộc sống hãy mở, hãy lành đi, hãy lành đi, hãy lành đi, hãy lành đi, đau vai gáy hãy lành. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, toàn bộ những ung thư ngực, ung thư tử cung, những bệnh về ung thư hậu môn, ung thư trong trực tràng, đại tràng, hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô, ta hủy bỏ toàn bộ những căn bệnh như bệnh vô sinh, những bệnh yếu sinh lý, ta bể gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi bệnh liên quan đến sự rủa xả, ta bể gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Ta đuổi mày sa tăng, ta cột trói mày sa tăng, ta quở trách mày sa tăng, ta quở trách mày sa tăng. Linh bệnh tật hãy rời khỏi linh hồn người ta, rời khỏi thân thể người ta, rời khỏi thân thể người ta, rời khỏi thân thể người ta, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi muốn anh chị em cộng tác với tôi giờ này. Anh chị em hãy tin và ra lệnh cho nó rời khỏi mình. Tin và ra lệnh cho nó rời khỏi mình. Tin và ra lệnh cho nó rời khỏi mình. Vì anh em có danh Chúa Giêsu. Ai tin ta, dùng danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, đặt tay lên kẻ đau được lành. Anh em hãy tin điều đó. Chúa đã làm rồi. Anh chị em hãy nhận bởi đức tin. Mở miệng mình ra, công bố với đức tin xác quyết giờ này giùm tôi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, 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 ta bứt đứt toàn bộ dây trói này, ta bứt đứt toàn bộ dây trói gọi là dây trói bệnh tật này, đủ các loại bệnh tật này, ta bứt đứt ra khỏi họ giờ này. Những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, hãy được tự do, hãy được tự do, hãy được tự do. Tự do khỏi mọi loại bệnh tật giờ này. Mọi loại, những ai đang nằm trên giường bệnh hãy ngồi dậy giờ này. Những ai đang ngồi trong xe lăn hãy đứng dậy bỏ xe lăn mà đi giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, những huyết áp, tiểu đường, sơ vữa, ta công bố tự do hoàn toàn, tự do hoàn toàn, tự do hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. 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 Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi. Tôi công bố sự chữa lành. Tôi tuyên bố sự chữa lành. Tôi tuyên bố sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Tôi tuyên bố sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Những bệnh về gan thận, những ai đang chạy thận, những ai đang đau gan, trong danh Giêsu hãy lành. Những ai đang chạy thận hãy lành. Những ai đang chạy thận hãy lành trong danh Giêsu Christ quyền năng. Những bệnh khác về dị ứng, những bệnh trên da, bệnh vẩy nến, tôi công bố cho được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tôi muốn anh em thay đổi cách nói giờ này. Hãy tuyên bố mình được lành. Hãy tuyên xưng rằng bởi Giêsu Christ mà con được lành. Bởi lần roi Chúa chịu mà con được lành. Bởi những sự thay thế của Ngài mà bệnh con được lành. Con được tự do, con được chữa lành, con được giải phóng, con được giải cứu trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi anh chị em. Tiếp tục nào. Tôi nói anh chị em cứ đặt tay lên chỗ đau của mình và công bố sự chữa lành. Lời đức tin của anh chị em có quyền năng. Anh chị em biết không, đốn một cái cây, anh chị em đôi khi phải chặt 100 nhát nó mới ngã. Đôi khi anh em phải chặt 50 nhát nó mới ngã, 10 nhát nó mới ngã, tùy theo cái mức độ to lớn, lâu năm của cái cây đó. Cũng một lẽ đó, mỗi lời anh chị em nói ra bởi đức tin là một nhát dao của Đức Thánh Linh hay là gươm của Thánh Linh, chặt vào Satan, chặt vào sinh sức của Satan, chặt vào những ngục tù của Satan, chặt vào những gốc gác bệnh tật của Satan. Anh em chặt càng nhiều càng tốt cho tôi. Anh em công bố càng nhiều càng tốt cho tôi. Trong danh Giêsu tôi chặt đứt mày Satan. Trong danh Giêsu tôi hủy bỏ bệnh mày Satan. Trong danh Giêsu tôi bể gãy tiểu đường mày Satan. Trong danh Giêsu tôi bể gãy huyết áp của mày Satan. Trong danh Giêsu tôi bể gãy tim mạch ung thư của mày Satan. Hãy nói đến cho em, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. Anh em đừng ngưng lại trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Đừng ngưng lại trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Đừng ngưng lại trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Hãy tiếp tục công bố, công bố, công bố, công bố. Công bố bởi cái miệng đầy đức tin của anh chị em giờ này. Mỗi cái miệng đầy đức tin của anh chị em giờ này. Vì lời trong miệng anh chị em là lửa đập vỡ đá, là gươm của Thánh Linh. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục anh chị em, tôi công bố sự tự do cho anh chị em giờ này. Tự do cho anh chị em giờ này. Tự do khỏi tà linh, tự do khỏi bệnh tật,
tự do khỏi đói nghèo, tự do khỏi tất cả mọi giới hạn thất bại áp chế của Satan giờ này. Hãy tự do, hãy tự do. Gần 500 anh em này, hãy tự do, hãy tự do, hãy tự do, hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hokaraba say tarabari, ikorabaka say katarabaka sukarabara dedi. Hãy tự do, harabaka takacha katarabara dedi kababari dedi. Oh hallelujah. Tôi nói cho em hãy đầy dậy Thánh Linh giờ này, được đổ đầy giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy được đầy dậy Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tất cả được đầy Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Những ai chưa được báp têm Thánh Linh, hãy đón nhận giờ này và khởi sự nói thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói. Tôi bởi đức tin nói điều đó, vì tôi biết có một vài người ở đây đang cần báp têm bởi Đức Thánh Linh. Hãy đặt tay lên đầu mình và đón nhận Đức Thánh Linh giáng trên em và khởi sự nói thứ tiếng khác giờ này. Hãy chờ đợi mình nói thứ tiếng khác giờ này trong danh quyền năng của Chúa. Oh karabaka sakatarabaka sitarabaka torabaka sitarabaka ikarabaka sakatarabaka sokotorokatarabaka saikatarabaka sokotorokasaiya urabaka sakatarabaka sokotorokatarabaka saikatarabaka ikarabaka sakatarabaka sokotorokatarabaka sitarabarai. Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Oh hallelujah, đón nhận lên trên. Nếu Đức Thánh Linh đã Chúa bởi Cha ban cho anh chị em thì rất nhanh, mạnh và gọn lẹ, anh chị em sẽ khởi sự nói thứ tiếng mới và nói cả ngày cả đêm. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng cộng tác của anh chị em. Cảm ơn Chúa vì rất là đông đảo anh chị em đã đáp ứng lời cầu nguyện này. Và tôi tin rằng Chúa giải cứu anh chị em rất nhiều và chữa lành nhiều bệnh tật trong buổi tối hôm nay. Tôi rất mong để nghe những lời chứng của anh chị em. Anh chị em hãy comment xuống bên dưới những điều Chúa vừa làm. Tôi tin vào những quyền phép của Chúa. Và rất nhiều lời chứng được gửi về qua email mục sư quý a@gmail.com. Ô, và nói về những điều lạ lùng Chúa làm khi chúng ta cầu nguyện như thế này với nhau. Việc chúng ta là cầu nguyện, việc chúng ta là tin, việc chúng ta là công bố, việc chữa lành, việc giải cứu, việc làm phép lạ là của Chúa Giêsu. Amen chị em. Có như vậy thiên hạ mới tôn cao Đức Chúa Trời của mình. Amen. Cảm ơn Ngài. Anh chị em hãy viết xuống bên dưới những gì Chúa vừa làm cho anh chị em nào. Tôi rất thích nghe những điều đó. Tôi rất thích nghe những điều mà Chúa vừa làm cho anh chị em đó. Có người nói rằng cảm ơn Chúa con đã khỏi ho. Giống như tôi, anh chị em vừa cầu nguyện cho anh chị em là tôi thấy người đã nhẹ rồi. Mọi ho, mọi ngạt, mọi những gì đau rát biến mất trong danh Chúa Giêsu quyền này. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Không điều gì có thể thắng hơn chúng ta. Không điều gì có thể cầm buộc chúng ta, phải không anh chị em? Vì chúng ta là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Ô, cảm ơn Chúa đã chữa lành bệnh đau bụng. Cảm ơn Ngài. Chúa đã rờ chạm tôi. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa, Ngài đã chữa lành mắt cho con. Wow, tạ ơn Ngài. Trong danh quyền năng Chúa cho con được tự do. Cảm ơn Ngài. Ô, tiếp tục đến anh chị em. Tạ ơn Chúa vì có một chị được nhận báp têm Thánh Linh. Ô, con đã mắt con không bị mờ bị nhê nữa, con đã nhìn rõ rồi. Wow, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên cho em, ghi xuống những gì Chúa vừa làm cho anh chị em. Wow, cảm ơn Ngài. Con đã hết rác cổ họng rồi. Cảm ơn Ngài vì điều này. Rất tuyệt vời, anh chị em thấy chưa? Những bất cứ điều gì Chúa cũng có thể làm cho anh chị em khi anh chị em tin. Đó là điều lạ lùng, lạ lùng, lạ lùng, lạ lùng. Tiếp tục anh chị em, Chúa chữa bệnh đau bụng cho con. Cảm ơn Chúa, anh chị em thấy không? Cảm ơn Chúa, con đã khỏi ho, đau dạ dày của con cũng đã hết. Cảm ơn Ngài. Con đã thấy nhẹ nhàng. Cảm ơn Ngài. Chúa đã thăm viếng. Cảm ơn Ngài. Con đã hết đau vai gáy. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục, được bình an khi được nghe bài giảng. Cảm ơn Ngài. Được thăm viếng, đau khớp tay đã được chữa lành. Cảm ơn Chúa. Nhìn thấy con đã hết đau nửa đầu rồi. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa đã giải cứu con. Chính con là người ôm bụng mà một sự nhìn thấy. Wow, tạ ơn Ngài. Lạ lùng quá. Wow, cảm ơn Ngài. Chúa đã chữa bệnh khó thở cho con. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa đã chữa bệnh ngứa ở tay. Wow. Ồ, quá nhiều anh chị em ơi. Nhiều quá. Cảm ơn Ngài, đọc không hết. Wow, vinh quang thuộc về Chúa Giêsu. Anh em cứ ghi xuống đi để người khác đọc.
để anh chị em nào muốn tìm hiểu thì người ta sẽ đọc, anh chị em Thảo ghi hết, tà linh nó xuất ra con ngáp nhiều lần, wow, chữa đau đầu nữa, wow, anh em thấy không ạ? Cảm ơn Ngài, thấy nhẹ nhàng bình an đó cũng là phép lạ, phải không ạ? Cảm ơn Chúa sự cầu nguyện con ngáp dài và nước mắt trong người chảy ra, thấy tự do và thoải mái, wow, tạ ơn Chúa. Chữa lành bao tử, cảm ơn Ngài, wow, tuyệt vời quá anh chị em. Xin Chúa ban phước cho anh chị em nha, xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em buổi tối hôm nay, và tôi cầu chúc Đức Chúa Trời luôn ở cùng anh chị em, đi đồng hành cùng anh chị em, giữ đức tin của anh chị em, và anh chị em được tự do. Hãy nhớ bài học buổi tối hôm nay. Chúa ban phước. Xin chào và hẹn gặp lại tối thứ sáu tuần này. Amen ạ. Cảm ơn Chúa. Bye bye nha anh chị em. Cảm ơn. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.